Chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý khác, sau những cơn mưa, những cái đợt lũ lụt trôi qua thì hiện nay thành phố Đà Nẵng vẫn là một trong những địa phương phải chịu tác hại nặng nề khi mà nước vẫn chưa hoàn toàn rút hết và một số vùng vẫn còn xảy ra tình trạng lũ cuốn. Và thưa quý vị, mới đây thì một sự việc xảy ra vào chiều ngày 24 tháng 10 tại xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng. Người đàn ông đi xe điện đã bị lũ cuốn khi đi qua đoạn đường đang ngập sâu. Rất may là đã được người dân ứng cứu kịp thời. Theo đó thì hình ảnh xảy ra vào chiều ngày 24 tháng 10 tại xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng. Người đàn ông và chiếc xe đạp điện bị lũ cuốn khi đi qua một đoạn đường bị ngập sâu. Thấy sự việc trên thì người dân đã xúm lại để cùng người đàn ông đưa chiếc xe lên bờ. Hiện thì Đà Nẵng vẫn đang trong thời điểm diễn ra các cơn mưa dài dẫn đến nhiều nơi bị ngập sâu. Chính quyền chức năng cũng đang khuyến cáo người dân lưu thông cần phải đảm bảo an toàn trước những đoạn đường ngập lũ.